Xin thân mến, kính chào mọi người đã đến với cái clip của anh Hoàng Tấn nha. Thì nay em ở Cà Mau có mua ủng hộ anh Tấn một cái vỏ súp đơn 40. Còn cái vỏ súp bên đây là vỏ súp cũ của em nè mọi người, của mình đó nha các bạn. Thì đây là cái vỏ của ảnh. Thì theo mình cảm nhận thì hai cái thùng này nè, cái chất âm nó khác nhau hoàn toàn nha mọi người. Cái thùng bên đây á, ví dụ như cái thùng cũ của mình nó đánh 10 phần đi, cái thùng của anh Tấn này á nó đánh tới khoảng 10, 13, 14 phần lận. Đó là mình thật sự luôn mọi người. Chung một cấu hình lo nha. Cái này á, thì của mình là cái lo mặt ngang, còn của anh Tấn làm thì mặt xéo. Mình đang sơn cái lưới lo ngoài kìa. Thì mình xin phép mọi người, mình sẽ test nhạc cho mọi người thẩm âm ha. Thì dàn máy của mình thì nó không có gì đâu, nói chung đồ cù bắp không à, đồ binh bọt gì không mọi người. Thì á, cái volume bên đây á là của cái lo sub của anh Tuấn nha. Còn bên đây thì volume sub của mình, thì mình có đánh dấu là chung một cái mức âm lượng. Thì mình xin phép mọi người sẽ mở nhạc cho mọi người thẩm âm ha. Mình sẽ mở cái lo sub của anh Tuấn trước. Đây. Đây. Đó, nhạc đang chạy em ơi. Đó. Mọi người nghe. Cái trần nhà, cái những tấm tôn này nó đang ghim á. Đây, mình sẽ bỏ cái dít sang. Mọi người coi nè. Nó quánh một hồi là cái dít là gớt nát luôn á. Nó nhảy nhảy hồi cái dít nó lọt nát luôn. Đây. Tiếng đánh rất là dứt khoát mọi người. Nó không có bị bí tiếng nha. Hơi rất đưa ra rất là mạnh. Rồi mình sẽ mở cái xúc của mình ha. Đây. Đó, mọi người nghe. Đó. Nó chỉ hơi hơi thôi, nó không có tưng nhiều như bên bên đây của anh Tấn nha. Nó chỉ rung nhẹ nhẹ thôi. Cái lý do cái lo mình á nó kêu sèn 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 á là cái lưới nè mọi người. Đó, nó kêu sèn sèn chứ không có gì đâu. Và cái hậu lo của anh Tuấn thì nó dài hơn cái cũ của mình rất là nhiều. Hậu của mình nó chỉ có 60 thôi mọi người. Còn của anh Tuấn tới 70. Đây là phía sau. Đó, mình sẽ mở lại cái súp cho của anh Tuấn cho mọi người thẩm âm ha. Đây. Mình sẽ đi dài dài ra nhà sau cho mọi người coi nghe, nhà nó ghim. Mọi người nhớ đeo tai phone để nghe nghe được cái chất âm của lo sắp nha. Mọi người nhớ đeo tai phone để nghe được cái chất âm của lo sắp. Chứ mọi người nghe bằng cái lo điện thoại thì nó cũng như cái lo điện thoại thôi. Chứ nó không ra được cái tiếng sắp đâu. Và nó cũng không có chuẩn bằng khi mình đeo tai nghe mà đang mình thẩm âm nữa mọi người. Em xài toàn là đồ rẻ tiền không à. Nếu mọi người đồ của mọi người dữ dằn hơn nữa, kết hợp với cái vỏ lo súp của anh Tuấn thì nói chung là tuyệt vời. Tuyệt vời trên tuyệt vời luôn. Súp 4 mà đánh nghe còn khủng khiếp nữa mọi người. Nếu mà này là súp 5 thì có môn là mở rồi đi ra ngoài thôi. Chứ không bao giờ mà đứng đây quay clip được cho mọi người nghe đâu.
sản phẩm bên anh Tấn thì mình cũng lần đầu mua lần đầu tiên, nên về cũng rất là hợp, rất là nôn luôn. Nhưng mà kết quả thì về khá, rất là bất ngờ luôn, chứ không phải là khá nữa, rất là bất ngờ luôn. Ông này thì mặt ngang, súp này súp chợ. Nói chung là cái giá tiền thì nó cũng bằng với nhau thôi mọi người, nhưng mà nó có khác một cái là cái chất âm nó khác rất là nhiều. Giá tiền thì nó cũng tương đương thôi, nhưng mà nói về cái chất âm thì của bên anh Tuấn bên đây á, nó tuyệt vời hơn bên đây. Lo thì chung cấu hình nha mọi người, một cái thì mặt ngang, cái thì mặt đứng. Ủa một xéo, xin lỗi mọi người. Đó, lo với dạng máy mình thì nó cũ dữ rồi, xài đồ độ chế không à.